Vĩnh Phúc vừa có thêm một khúc củi bự nữa bà con à. Khúc củi bự nữa nha, bự đây là thuộc loại bự đó, mới bắt nha, mới tống vô lò chiều nay nha. Đây 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 đây. Chà, ông này tưởng đâu thoát rồi ha, tưởng thoát rồi mà không thoát ha. Đây, bắt phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước ha. À đây, ông này tên hơi là lạ ha, Khước chứ không phải Phước ha. Nguyễn Văn Khước rồi đó, Nguyễn Văn Khước nha, Nguyễn Văn Khước mày hả bưởi. Ha 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 ha. Ông Nguyễn Văn Khước, phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố bắt tạm giam cùng nhiều đồng phạm với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, gây nhiều thiệt hại hơn 200 tỷ đồng. Ôi giời ơi là giời. Rồi, tiêu luôn rồi. Tối 23 tháng 4 trao đổi với thanh niên, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc. À, Phó Chủ tịch nha. Ông Chu Quốc Khải, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc cùng với tội nhận hối lộ. Rồi rồi, tiêu luôn. Đây đây hình ảnh của các sếp đây, đây đó, đó. Đó, để tôi chạy qua chạy lại cho bà con xem nha. Đây đó, rồi đó, 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 đó. 6 vị nha. Đó, đó, dưới này hàng dưới. Đó, đó, đó. À, đó, thấy không? Căng luôn, căng luôn. Ủa rồi còn thêm bà nào nữa? Đinh Thị Thu Hương trao trên này không thấy bà. Đinh Thị Thu Hương là bà nào đó? Dưới này nữa. Khởi tố bắt tạm giam ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên Môi trường. U giời ơi, qua cấp bộ luôn hả? Về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Rồi, 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 tiêu luôn rồi. Khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Ôi giời ơi. Và ông Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá Nam Hà, cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ôi giời ơi. Trung tướng Sô cho hay các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt thực thi sau khi Viện Kiểm sát Nhân tối cao phê chuẩn. Ôi giời ơi là giời. Tiêu luôn rồi, tiêu luôn rồi. Theo Trung tướng Sô, đây là diễn tiến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra. Chả cái vụ này rồi. Mở rộng lúc hai vụ luôn. À, vụ Thuận An với là vụ Phúc Sơn này. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả quá nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty Phúc Sơn, tập đoàn Phúc Sơn, à, công ty bất động sản Thăng Long và các đơn vị địa phương liên quan. Ôi giời ơi, rồi thêm ông nội Thăng Long này nữa rồi. Rồi rồi rồi, tiêu rồi. À, không? Đó đây. Thăng Long đâu? C03 xác định trong quá trình công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu. À, rồi. Rồi chờ tôi uống miếng nước đã nha bà con. Uống miếng nước đã. À. Rồi, chủ tịch hội đồng tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Chờ cái khu đô thị này ngon quá mà mấy cha này làm tôi thấy để mà nó hoang vắng, nó chẳng ra cái gì cả. Đúng là đào lao bi đao, phá hoại xã hội. Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản Thăng Long. À, chà 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 chà. Các ông Khước, Hải và ông Nhiệm đã nhận tiền của Hậu để chỉ đạo bà Hương thông qua cho ông Nghĩa và ông Huy để tư vấn thẩm định giá đất, tạo điều kiện cho công ty bất động sản Thăng Long gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng. U giời ơi, 200 tỷ này tính là tính non đó, chứ còn
nó thiệt hại nhiều lắm. Trung tướng Tôn Sô cho hay C03 đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, cũng như áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Rồi, trước đó ngày 26 tháng 2, thôi cái này thì mình cũng không cần phải phải nhắc lại làm cái gì ha. Thôi nhắc một chút thì cũng được. C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Phúc Sơn, công ty bất động sản Thăng Long. Như vậy là hai công ty nha bà con, và các đơn vị liên quan. Cùng ngày C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng tập đoàn Phúc Sơn, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, Phó Giám đốc công ty đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do. Ôi giời ơi, cái ông lao động tự do này mà ông cũng bị dính dáng vào đây không? Ông ăn uống gì được gì đấy, ông lao động tự do. Rồi đây là liệt kê thêm là bắt tạm giam Hoàng Thị Thúy Lan, rồi là Lê Duy Thành, rồi là Cao Khoa, rồi Đặng Văn Minh, vân vân. Rồi khởi tố bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban kinh tế. Ôi giời ơi, nói chung là nhiều, rất là nhiều ha. Nhiều lắm. Lô một lóc dưới đây luôn. Cái vụ Phúc Sơn này phải nói rằng là trên thực tế quá căng, nhưng mà chúng ta trở lại cái ông phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc này, ông Nguyễn Văn Khước, để xem thử có cái báo nào có cái nội dung gì khác hơn nha. Đây báo Tuổi Trẻ đây đang rút tít bự luôn ha. Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước bị bắt vì nhận hối lộ của chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn. Tiêu à, tiêu rồi, để xem thì cũng chung quy cũng như vậy thôi. Để coi cái ông Nguyễn Văn Khước này, bên này nhiều thông tin hơn. Ông Nguyễn Văn Khước bị điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ án tập đoàn Phúc Sơn. Khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Khước là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và là chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Chu Quốc Hải, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Văn Nhiệm, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc. Nói chung là căng rồi, căng rồi. Chuyện này anh nào mà coi như bị dính dáng vô là đều phải lên đường hết, chứ không có anh nào thoát hết. À, ta nói làm lên được được chức là giám đốc sở, phó giám đốc sở, rồi là chủ tịch tỉnh rồi này kia kia nọ thì nó quá ngon rồi, mà giờ không lo biết giữ gìn đi mà coi như là cứ như thế này thì thôi các anh tiêu thôi chứ không nói năng gì nữa. Thiệt, các tình các anh khổ thiệt.